Mái trường là nơi chắp cánh cho ta những ước mơ, và thầy cô là những người lái đò đưa chúng ta cập bến bờ tri thức. Em tên là Linh Trang. Em là Nguyễn Thế Long. Sau đây, thay mặt cho lớp 7A7, chúng em xin gửi tới các thầy cô bài hát mang tên Mái trường mến yêu để tri ân các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Hãy subscribe.